Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc. Cảm ơn các bạn đã bước vào cái video này. Đây là một cái video mà Lộc tin là nó sẽ là cái niềm vui cũng như niềm hạnh phúc, niềm may mắn cho tất cả những ai xem một cái video tuyệt vời này. Cái video này thì Lộc sẽ làm một cái báo giá cực là rẻ và cực là gọi là mềm, giá quá mềm. Dành một điều đặc biệt cho tất cả những ai xem được video này và trở thành khách hàng yêu quý của Lộc. Thì ở đây Lộc sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm đây, Thanh Thận Khang. Đấy, Thanh Thận Khang. Buổi trước thì Lộc có giới thiệu với các bạn về một sản phẩm đó là Xâm Nhung Bổ Thận. Đấy, và Lộc đã bán một số các sản phẩm, có một số khách hàng phản hồi rất tốt với sản phẩm này. Bởi vì sản phẩm này là cái sản phẩm nó có nhiều cái thành phần ở trong đây và nó sẽ gọi là điều trị giữ thận của các bạn. Đấy, trong tất cả mọi bệnh, mọi chức năng đều được ổn định với cái thành phần nó nhiều thì nó sẽ điều trị tốt hơn. Thế nhưng mà Lộc gần đây nó phát hiện ra một sản phẩm tuyệt vời hơn nữa, đó là một sản phẩm Thanh Thận Khang. Thì cái sản phẩm này nó lại không giống như cái sản phẩm này, vì sản phẩm này nó có nhiều chức năng, là sản phẩm dùng cho nhiều chức năng. Ví dụ các bạn sỏi thận cũng uống được, các bạn yếu sinh lý cũng uống được, các bạn gặp các vấn đề về thận đều uống được hết, lang thận hay các thứ đều uống được hết. Nhưng mà cái sản phẩm này nó khác một chút, là nó chỉ hỗ trợ tốt nhất cho người, là gọi là thận yếu và có nguy cơ bị sỏi thận. Đấy, đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Các người mà suy giảm chức năng thận và họ đang có nguy cơ bị sỏi thận là sẽ dùng cái sản phẩm này vô cùng tốt. Thế thì các bạn sẽ hỏi là những cái người mà có cái nguy cơ mắc sỏi thận hay là mắc sỏi tiết niệu thì sẽ có cái biểu hiện gì, làm sao tôi biết được? Thông thường thì chúng ta không thấy đau đớn, thông thường chúng ta không có cảm giác gì để chúng ta phát hiện ra là mình bị sỏi cả, đúng không? Không bao giờ chúng ta thấy chúng ta có phát hiện được về cái sỏi thận, nó rất là nhẹ nhàng, không ai biết được khi nó rất là to rồi, chúng ta rất đau rồi chúng ta mới phát hiện được. Thế thì Lộc dựa trên cái kinh nghiệm và bản thân Lộc cũng đã từng mắc sỏi thận thì Lộc cũng chia sẻ với các bạn, đó là cái sỏi thận là chúng ta uống ít nước chúng ta dễ bị lắm, và chúng ta lao động hoạt động nhiều này, uống ít nước đổ mồ hôi nhiều, và chúng ta quan hệ tình dục nhiều mà lại uống ít nước thì rất dễ là mắc sỏi thận. Thế thì cái sỏi thận nó đầu tiên nó cũng phát hiện được, nhưng khi mà phát hiện được thì nó lại vào cái giai đoạn cần phải mổ rồi, nó đau thì cần phải mổ rồi. Thế thì làm sao mà chúng ta biết để sử dụng cái thanh thận này? Cái thanh thận này nó cứ nói các bạn là khi mà người ta bị thận có bắt đầu có hiện tượng có sỏi đấy, thì thứ nhất các bạn phải để ý là các bạn cảm thấy ngứa nhưng không phải mũi đốt, các bạn cảm thấy người các bạn có một chút ngứa rất nhẹ thôi, thỉnh thoảng lại thấy ngứa ở chỗ nào không? Ví dụ hoặc là các bạn thông thường thì chúng ta là không để ý đến cơ thể, chúng ta mãi làm ăn hay là chúng ta mãi sinh hoạt tình dục, mãi cuộc sống lúc đó đang vào cái chiều kích của chúng ta, đúng không? Chúng ta đang sung sướng với cái nghề nghiệp, chúng ta đang sung sướng với cái hoạt động, đang mãi mê nhiệt tình với cái đó, chúng ta không có để ý. Nhưng các bạn nên có những thời gian rảnh rỗi trong cuộc đời, có những cái lúc mà các bạn nên nằm thư giãn, hoặc là nằm nghỉ, hoặc là nằm trên giường một lúc mới ngủ, hoặc là có những lúc đi du lịch hay đi đâu đó các bạn thấy cuộc đời nó thoải mái thanh thản, và hôm đó các bạn lại hơi uống ít nước mà các bạn thấy người có một số chỗ thỉnh thoảng lại thấy hơi ngứa, cứ thấy ngứa này lại là muốn gãi, mà không phải là do các bạn bị muỗi đốt hay là bị con gì chích, thì các bạn phải để ý ngay. Đấy là một cái dấu hiệu rất là nhỏ để chúng ta biết được rằng là chúng ta có nguy cơ mắc sỏi thận, mắc sỏi niệu đạo, bởi vì cơ thể nó đang lọc không tốt, cái thận của bạn đang lọc không có sạch, cho nên là các bạn sẽ cảm thấy là lọc không sạch, cho nên các bạn sẽ cảm thấy là cái cơ thể mình nó bắt đầu có cái hiện tượng ở trên da, nó bài tiết trên da nên các bạn cảm thấy ngứa. Thế thì đấy là cái biểu hiện thứ nhất. Cái biểu hiện thứ hai là cái biểu hiện đau đốt sống lưng và đốt sống cổ. Thế thì cái đốt sống cổ nó nằm ở ngay cái hai cái bả vai ta khép vào, nó đốt sống cổ, và lưng thì là hai quả thận ở đây, thì lưng ở giữa, thì các bạn sẽ thấy hơi tức một tí thôi, hơi đau một tí. Và cái đốt sống lưng này mà các bạn ngửa cổ ra sau này mà các bạn thấy đau, hoặc cái thấy tụt huyết áp, ngửa ra sau mà tụt huyết áp hoặc là đau, thì tức là tụt huyết áp thì là tức là các bạn thấy ngửa ra này, các bạn thấy tiền đình nó tụt xuống chóng mặt luôn đấy, hoặc là chóng mặt nhẹ thôi đấy, hoặc là ở cái sau lưng này các bạn ngửa ra này thì bạn thấy nó hơi đau đau ở đây, hơi đau nhẹ ở đây, thì điều đó có nghĩa là các bạn đang bị suy giảm chức năng thận và đang có nguy cơ mắc sỏi thận. Nó không tổng hợp được cái canxi, không tổng hợp được cái vôi hóa tạo xương, nó sẽ tổng hợp về thận, và nếu mà thận không bài tiết đi được thì nó sẽ thành cái cục sỏi ở đấy. Thì đấy là cái nguy cơ các bạn phải bổ thận ngay. Thì cái đây là khi mà chúng ta cần phải dùng cái thận khang này, nên ta phải chú ý, đấy là cái biểu hiện thứ hai mà khi chúng ta cần phải sử dụng cái thận khang này. Và hộp thận khang này thì rất là rẻ. Lộc sẽ chia sẻ với anh em một mức giá mà Lộc bán cho anh chị em chỉ có bao nhiêu nhỉ? Trên video này bình thường là nó sẽ bán là 170. Trước đây thì có thời điểm nó bán đến 200.000 một
Bình thường thì bán 170. Lộc tin là sẽ có một số các bạn mua được 150.000 ở một số góc quán nào đó, 150.000 ở một số góc quán nào đó. Nhưng mà trong video này Lộc sẽ bán với anh chị em một cái mức giá rẻ hơn. Lộc sẽ deal cho anh chị em một mức giá như thế này, 119k anh chị em nhé. Deal cho anh chị em một mức giá rất là rẻ, 119k. Anh chị em nào may mắn sẽ được deal này, 119k. Có tuyệt vời, anh chị em dùng cái sản phẩm này một hộp là 119k. Đây là một cái sản phẩm có tuyệt vời. Các bạn nào mà đang có chức năng thận suy giảm thì hãy uống cái này, tiểu tiện đêm và tiểu tiện nhiều lần là cái dấu hiệu thứ ba mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn có nguy cơ mắc sỏi thận và suy giảm cái bản thận. Suy thận sau này các bạn phải chạy thận là rất là nguy hiểm. Chạy thận là cái môn cứu chữa mất nhiều tiền nhất. Đấy. Ung thư thì không nói rồi, ung thư là nếu như ung thư nếu như phải thay máu các thứ là không nói rồi, truyền dung dịch thì không nói rồi. Nhưng mà cái suy thận mà các bạn phải suy kiệt thận rồi phải chạy thận là cái kinh khủng nhất. Các bạn uống cái này ngay, uống cái này ngay để nó giảm lại, thì nó vực dậy cái thận của các bạn, chứ không suy thận là các bạn toi luôn, bao nhiêu tiền của đã đi hết. Uống cái sản phẩm này, đây là một sản phẩm chuyên trị cái tiểu đêm này, chuyên trị cái tiểu đêm và nguy cơ mắc sỏi thận. Bởi vì cái tiểu đêm nó chính là cái biểu hiện của người chuẩn bị mắc sỏi thận thôi, đấy, suy thận thôi, đấy, không thể lọc được thôi. Thì đấy là cái đấy là các bạn phải chú ý. Và Lộc muốn nói các bạn tại sao Lộc muốn chia sẻ các bạn về cái thanh thận này mà không phải nó sản phẩm khác. Bởi vì cái sản phẩm này nó có một cái thành phần tạo lên nó có một cái thành phần cấu tạo, nó có một cái thành phần dinh dưỡng, nó có một cái thành phần sản xuất mà không có một cái sản phẩm nào có. Không có một sản phẩm nào khác có. Trước đây Lộc uống rất nhiều cái sản phẩm thận rồi và Lộc đã cam cáo rất nhiều sản phẩm thận rồi các bạn. Thì hôm nào Lộc chia sẻ các bạn, Lộc đã uống gần 20 loại cái thuốc bổ thận này để chữa các bệnh thận của mình, và Lộc thấy không có một sản phẩm nào nó có cái sản phẩm mà cái thanh thận này nó có. Các bạn xem video và bạn thấy rất là may mắn khi bạn xem được video này. Cái sản phẩm ấy nó có một cái gọi là hải kim sa. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một hải kim sa. Đấy, Lộc sẽ zoom cho các bạn cái ảnh. Ở đây là có hải kim sa, làm cái thành phần rất là hiếm có. Các bạn có thể lên trên mạng các bạn tra cứu hoặc hỏi các chuyên gia về cái hải kim sa này. Đây là cái hình ảnh của hải kim sa. Khi mà Lộc nhìn thấy cái hình ảnh hải kim sa này, Lộc nhìn thấy cái tên của nó xuất hiện trong thành phần thuốc này, Lộc mua luôn, Lộc mua về uống luôn. Lộc không cần biết là trong này nó có bao nhiêu miligam, Lộc chỉ quan trọng là nó có là đã hạnh phúc rồi. Bởi vì cái hải kim sa này gần như các sản phẩm khác không có và mình uống vào mình sẽ thấy nó khác, mình sẽ thấy nó tuyệt vời luôn các bạn. Đây là cái các bạn có thể dừng cái video lại và giữ lại cái video này để xem cái thành phần của cái hộp nó đây. Và mình đã bóc cái hộp nó ra như thế này. Đây, trong hộp nó sẽ có 3 vỉ, mỗi vỉ là 10 viên. Đấy, mỗi vỉ là 10 viên. Đấy, nha. Thì chỉ có 120.000 thôi mà các bạn mua được 30 viên một hộp. Thế thì 120.000 chia cho 30 viên thì tương ứng là nó chỉ có 4.000 đồng một viên thôi. Nó chỉ có là 4.000 đồng một viên và các bạn uống sáng một viên, tối một viên. Thì điều đó là tức là mỗi một ngày bạn chỉ mất có 8.000 đồng, chưa đến 10.000 đồng để cứu được cái thận của các bạn. Quá rẻ, quá tuyệt vời. Và trên hộp của nó, đây nhá, có mã vạch để chống giả này, anh chị em nhá. Có mã QR để anh em chống giả, có tất cả mọi thứ ở đây. Đấy, và có tem, anh chị em này, có tem này, nhá, có tem này. Đấy, anh chị em ok chưa? Đây là điều tuyệt vời, Lộc muốn chia sẻ anh chị em. Chỉ có 119k, chỉ có Lộc bán thôi. Không ai bán cái giá này anh chị em. Nhưng Lộc sẽ làm cho anh chị em một cái bất ngờ nữa. Cái sản phẩm này bây giờ Lộc sẽ bán combo. Lộc sẽ bán combo này. Lộc sẽ bán combo 3 hộp. Anh chị em sẽ mua với mức giá là 300.000 tròn. 300.000 nhá. Anh chị em nhá. 300.000 mua 3 hộp. 300.000 tròn nhá. Đây là điều tuyệt vời. Không ai bán mức giá này anh chị em. Chỉ có Lộc bán, không ai bán nhá. Và Lộc sẽ bán 5 hộp cho anh chị em nha. 5 hộp với mức giá là 480.000. 5 hộp 480.000 và Lộc sẽ miễn phí ship nha. Anh chị em nhớ này, anh chị em mua 3 hộp thì là 300.000 và nó có thể là sẽ không miễn phí ship, sẽ không miễn phí ship đâu. Đấy. Có thể là sẽ không có. Nhưng nếu anh chị em mua 5 hộp nhá thì chỉ có 480 thôi. 3 hộp là 300 này và chưa có miễn phí ship này, nhưng 5 hộp 480 này và miễn phí ship nha. Miễn phí ship. Đấy, anh chị em áp sale đi. Quá tuyệt vời, anh chị em chia sẻ cho mọi người. Quá tuyệt vời. Anh chị em mua cái này uống một ngày chưa quá 10.000 đồng, uống để cứu cái thận của chúng ta. Mà anh chị em mua 5 hộp như thế này, 5 x 30 tức là 150 viên. Anh chị em nhé, 150 viên. Một hộp này anh chị em có thể uống, nếu như mà anh chị em bị nhẹ thì có thể uống 1 tháng 30 viên, 30 ngày.
Như anh chị em nào bị nặng nặng, thật bị nặng nặng rồi, anh chị em uống điều trị sớm, điều trị nhanh thì anh chị em uống là 15 ngày một hộp, 15 ngày anh chị em sẽ uống hết một hộp này. Thế thì mua 5 hộp thì là anh chị em sẽ uống được khoảng tầm 2 tháng rưỡi nhé. 4 hộp là 2 tháng, 5 hộp là 2 tháng rưỡi, thì sau đó anh chị em sẽ uống theo kiểu là một ngày một viên thôi, uống hỗ trợ điều trị dần. Đấy, gọi là uống một ngày một viên, một tháng một hộp, uống ngày một viên, tức là một ngày chỉ 4.000 đồng thôi. Uống một ngày một viên gọi là người ta gọi là uống điều trị lâu dài, điều trị cầm cự đấy, hay là điều trị cải thiện chức năng thận nó dần dần. Nó cái gì nó phục hồi ấy, nó phục hồi dần dần. Chứ anh chị em có uống một lúc 10 cái viên này ấy, thì cơ thể nó đã cũng không thể nào thẩm thấu được hết, nó không thể nào tiếp nhận được hết mà nó thải ra thôi. Nên anh chị em uống nó vừa phải thôi. Mà trong cái này nó có thành phần hải kim sa, người ta chiết xuất ra. Cái hải kim sa này nó rất là quý hiếm, anh chị em phải tra trên mạng để tìm hải kim sa. Nó rất giống cây dương xỉ thôi, nhưng mà anh chị em có thể là sẽ nhìn thấy ở cái vườn nhà mình mọc, và thỉnh thoảng sẽ thấy nó mọc, đôi khi sẽ thấy nó mọc, thế nhưng mà không có nhiều đâu. Nó không khỏe như dương xỉ đâu, nó rất dễ chết nha. Cái hải kim sa này anh chị em có phải biết về thuốc thôi, anh chị em phải biết về thế nào thảo dược thì anh chị em mới biết được quý hóa, cái quý giá, cái tuyệt vời của hải kim sa đấy. Còn chưa kể là trong này nó sẽ có một số thành phần để tăng cái chức năng của hải kim sa lên, tăng tác dụng của hải kim sa lên. Ở đây nó có một cái nữa gọi là hạt lẹ và thỏ ti tử. Anh chị em hiểu về cái này thì anh sẽ hiểu là kết hợp giữa thỏ ti tử là hạt lẹ và kim ngân hoa, nó mạnh gấp 10 lần, nó cạnh mạnh gấp 10 lần cái hải kim sa đi, nó tăng cái sức mạnh của hải kim sa đi, anh chị em hiểu đấy. Đấy, anh chị em làm sỏi thận thì uống cái này tuyệt vời luôn, sỏi thận mới đi tiểu đêm là cái biểu hiện của sỏi thận. Ui giời, anh chị em uống cái này quá tuyệt vời luôn. Đái sắt đấy, đái sắt là chết rồi, đái sắt là cái người đấy là 80% nó có sỏi đấy. Cái người đái sắt mà đi tiểu nhiều lần đấy, tiểu đêm đấy, khát nước là chết rồi. Cái đấy là dấu hiệu của suy thận và đang có sỏi nhẹ rồi. Đấy. Có thể là sỏi nó sẽ không to nhưng mà sẽ mắc suy thận nặng đấy, bởi vì là cái tiểu rắt tiểu đêm mà chết rồi, nguy hiểm, quá nguy hiểm, sau này chạy thận là chết. Anh chị em hãy nguy hiểm về cái sức khỏe của mình. Kết thúc cái video này và Lộc sẽ nhắc lại cái combo giá bán cho nó. Một hộp này Lộc sẽ bán 119.000 cho anh chị em này, mua một hộp đơn lẻ, mua hộp đơn lẻ hai hộp thì vẫn cũng giá đấy, hai hộp thì sẽ là 240 nhá, 240, và có thể là sẽ không miễn phí ship. Như anh chị em mua 3 hộp thì có thể sẽ miễn phí ship nhưng cũng có thể không, nhưng 3 hộp này thì nó sẽ bán có 300.000 thôi. Anh chị em nên mua combo 3 hộp nó sẽ rẻ hơn là mua 2 hộp 240, và anh chị em nên mua 5 hộp nếu như anh chị em đang bị thận nặng rồi. Bị nặng rồi thì một ngày anh em có thể uống là sáng một viên tối 2 viên, hoặc là sáng một viên tối 1 viên, thì anh chị em mua 5 hộp đi. 5 hộp thì chỉ uống được hơn 2 tháng thôi, tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi thôi. Thì 5 hộp này thì nó lại có giá là 480.000 thôi, 480.000 và miễn phí ship toàn quốc cho tất cả anh chị em nào may mắn xem được cái video này. Đấy, miễn phí ship toàn quốc nhé. Anh chị em nhớ đây là một cái sản phẩm duy nhất ở trên Việt Nam Lộc thấy rằng nó có cái thành phần hải kim sa. Hải kim sa là thành phần vô cùng tuyệt vời, và nó được đi cùng với nó là thỏ ti tử và hạt nẹ và các sản phẩm khác, và để tăng cái sức mạnh hải kim sa lên, nên Lộc thấy nó quá tuyệt vời và muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn không bị suy thận nữa, không bị sỏi thận nữa, không bị chạy thận nữa, không mất tiền để chữa cái thận của các bạn, mà có một sống khỏe mạnh, đặc biệt là cái chuyện chăn gối yêu đương vợ chồng nó được cải thiện vô cùng hạnh phúc cho các bạn. Đây là một điều tuyệt vời Lộc muốn chia sẻ với các bạn, và Lộc ước mong là Lộc sẽ trở thành một cái chuyên gia tư vấn về sức khỏe tình dục, sức khỏe thận, sức khỏe chăn gối cho các bạn, để các bạn có thể có cuộc sống tốt đẹp. Đấy, các bạn có câu hỏi gì, các bạn muốn tư vấn gì, các bạn muốn kết bạn với Lộc, muốn trở thành những người đặc quyền đặc lợi để nhận được ưu đãi khác đặc biệt từ Lộc, các bạn hãy inbox dưới video này, các bạn hãy kết bạn với Lộc qua Zalo, các bạn hãy trở thành người bạn thân thiết của Lộc, và Lộc sẽ giúp đỡ các bạn trong cuộc sống, và chúng ta sẽ đồng hành với nhau.